Lửa đã mà màu đen, lửa đã có đang cháy. Hôm mấy người ta kẹt cứng và chen chúc nhau ở trong thang máy. Tôi đi từng bước, ngước đầu chân dừng trước, từng bậc dài lên cầu thang và nhìn anh bằng đôi mắt không còn nước dáng. Ngồi đó em như vầng sáng rồi gió đưa mây đen mà em đi bây giờ mình cũng đã xa như nhiều tháng. Hồi đó lê la hàng quán trời có đám mây nồng trong đi đang thì cảm thấy buồn chán, rồi nó mùi thuốc bám lên tóc, gạch tàn vừa kế bên góc là nhìn cột khói trên nóc, ghi lại chuyện buồn vì thế nên khóc. Như là cả vẻ đẹp cho những màu sắc trong tranh quên hết sự đời, và những bàn tay đã thấy bầu trời mong manh. Người ta nói sao phải nghe chuyện đời phong phanh, màu sắc cuộc tình này như chiếc lá với ánh nắng vàng mà không xanh. Ngồi vào bàn và xong nhanh tất cả mọi thứ, nữa thấy trước mắt ở đây chỉ có là công việc, làm sao đến nó có thể dành hết trong một buổi tối và xong tiệc. Tạm biệt về hay lối như là tách trời hay khói bằng cưa, dù chúc mọi thứ lên nhau như số rồi chối và nói rằng mưa. Dù đam mê này có chết đó nhưng tao muốn nói thì khó thành thưa, và tao sẽ chó mình vào làn khói nên nói dừng lối tôi về ngày xưa. Tình nào là tình sẽ lâu dài, tình nào là tiền xe không xài, chỉ đang nóng cháy da từ nay không ai không điên đừng đi trong gai như con người ta đang phóng đài. Tình là tình sẽ lâu dài, tình là tiền xe không xài, chỉ đang nóng cháy da từ nay không ai không điên. Lửa đã màu đen, ngọn lửa đã có đang cháy. Hôm ấy mình con đến trường mà không một chữ nữa trong trang giấy. Trời đã nóng bóng đổ và cửa đã đóng, trường vừa giống chóng muôn cuộc sống như là chui mình vào ống cống. Không giống sách và nói xã hội thích do thói, xung quanh thằng nhóc là mấy thằng lớn chứng lột để mở lối. Đường đời này lỡ lối tụi con người phải gỡ rối, nó không đã nói với ba nên mình phải giấu con dao nằm ở gối. Chiếc xe chở ngói ăn nắng cho đỡ đói, nó thấy điếu thuốc trên môi và họ đang thở khói. Không còn như trước, gia đình không còn như trước, lời mà nói là đúng, hoa sữa uống nó cho và dư nước. Bị chấn sạch bóp nếu tôi biết đường vào lớp không hên, phải kêu lên và nêu tên hôm qua quên và bản tên chỉ là theo nên. Cuộc đời này treo thênh thang mênh mang thì để đeo thang, người ta sang trang nhưng hoang mang vì đeo và leo thang. Đồng hồ lại reo vang phát nheo mắt vì có mèo sang đang xeo giày phi theo. Tinh thần anh được xem phim email eo vương cây treo vòng xoay eo và dây leo. Ba mẹ nên không gặp nhau và mang kỷ niệm của ngày hôm nay theo heo. Tình là tình sẽ lâu dài, tiền nào là tiền sẽ không xài, trời đang nóng cháy da từ nay không ai không điên đừng đi trong gai như con người ta đang phóng đài. Tình là tình sẽ lâu dài, tình là tiền sẽ không xài, trời đang nóng cháy da từ nay không ai không điên đừng đi trong gai. Lửa đã màu đen, lửa đã có đang cháy, nơi ấy xe máy chở những thứ nặng nề đi ngang đấy. Phải cứ buồn bề lo toan, thấy than phải cháy trong quan, thấy người ta đang lấy giấy gói trái cây rồi mang sấy. Người bán vé số lang thang, còn đời cứ cố trang hoang, chỉ đang che lấp con người sau những vết ố vang vang. Bị chiếm vết tố tan đang bay ngang con phố hoang tan, người ta chỉ muốn cho tay chân và trên cố mang vàng. Ai ai cũng biết được rằng là đồ ăn phải chờ khi cúng kiến, nhưng bước ra đường đời thì không bao giờ đi đúng tuyến. Cảnh nghèo túng khiến bàn tay chỉ còn lại nếp nhăn, xuống bếp ăn thôi tôi thấy mẹ đang ngồi xếp khăn khép chăn xem những bài web đăng như chép văn. Nhạc rap thì cho phép xăng ngừng tăng liệu cho phép chăng. Lửa nó mà màu đen, ngọn lửa đã có nên cháy, ngày người ta thấy tất cả đã được viết lại lên trên giấy. Bài nhạc này phải được kết thúc, chấm dứt và chấm hết. Đạt maniac và một thế giới đã chết, chấm hết.